Mới đây, những sản phẩm cắt ghép, chỉnh sửa ảnh của designer Mai Xuân Huy ghi lại cảnh mình đang tham gia những bộ phim đình đám bên cạnh là các diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đã gây ấn tượng với đông đảo cư dân mạng. Với kỹ thuật Photoshop như phù thủy của mình, thanh niên này đã nâng những bức ảnh của mình thành những siêu phẩm khiến người xem không nhịn được cười. Được biết, Mai Xuân Huy sinh năm 1989, hiện đang là designer của một hãng trang sức tại Đắk Lắk. Mai Xuân Huy sinh năm 1989, hiện đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo tại Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Trao đổi với Sao Sen AA, Mai Xuân Huy cho biết anh đã học sử dụng Photoshop được gần 10 năm. Ý tưởng cho bộ ảnh này đến với mình cũng rất tình cờ. Một lần vô tình có người bạn share cho mình link một bộ phim siêu anh hùng. Có tấm ảnh mình thấy chất lượng khá tốt nên mình đào về nghịch. Làm ảnh xong thấy cũng ổn. Mình post lên và được mọi người hưởng ứng khá nhiệt tình nên mình lục tìm start trên Google và làm thêm những ảnh khác. Ước mơ tấn công showbiz tham gia bom tấn điện ảnh mẹ chồng cùng Mít U Huy cũng cho biết thêm. Anh mất thời gian nhất ở công đoạn tìm ảnh tư liệu và lên ý tưởng, lầy, cho nhân vật của mình. Còn khi thực hiện, anh chàng chỉ mất 10 năm, 20 phút cho mỗi tác phẩm. Khi được hỏi về những hình ảnh, tự thân, độc đáo của mình, designer cho biết, tất cả ảnh mình là do vợ mình chụp giúp bằng điện thoại. Mình set ánh sáng bằng những cái có sẵn như màn hình máy tính, đèn sáng trong nhà mình nhìn theo ảnh và bắt hướng sáng trong ảnh và nhờ bà xã bấm máy giúp. Mỗi lần như vậy, cô ấy luôn nói mình bị khùng. Trước phản ứng tốt của cư dân mạng, Mai Xuân Huy không giấu sự hào hứng, mình cảm thấy khá là vui, vì trước giờ mình luôn là người pha trò cho mấy đứa bạn cười. Ít nhất mình chứng minh được với bà xã là mình không khùng. Cùng ngắm nhìn một số tác phẩm điện ảnh mà Mai Xuân Huy, Góc Mạch, ngay cả Thần Tiên Tỷ Tỷ, Lưu Diệt Phi cũng từng sánh đôi Vin Diesel cũng phải nhún nhường mang quần đùi hoa và dép xỏ ngón Việt Nam vào bom tấn Hollywood, thật tự hào. Để anh chống mắt lên xem chú em làm được gì.